Xin mến chào cô bác anh chị. Hôm nay Thiện trở lại đây quay phim Ngôi Nhà của chị Thị Na. Thì hôm nay cũng trở lại đây làm cái nhà vệ sinh cho gia đình luôn. Ở đây là hôm trước chị Thủy ở bên Mỹ đó tài trợ 300 đô để xây cái nhà vệ sinh cho chị Thị Na ở đây. Hôm nay Thiện cũng có dẫn thợ tới đây làm lại cho gia đình cái nhà vệ sinh. Thì hôm trước thì gia đình cất nhà cũng cất xong rồi, nhưng mà do cái nhà vệ sinh này không có cho nên cái việc mà đi đứng nó cũng khó khăn lắm, toàn là đi dưới sông không à, cho nên nó ô nhiễm môi trường rồi nó không an toàn cho mấy đứa nhỏ nữa. Thì hôm nay mình làm ở phía đằng sau cho gia đình luôn. Đây một vài hình ảnh phía đằng sau chuẩn bị là nhà vệ sinh cho chị Thị Na, thì cũng mời cô bác anh chị cùng theo dõi. Rồi cũng cảm ơn chị Thủy đã tài trợ cho gia đình này có được cái nhà vệ sinh, cũng cảm ơn chị rất là nhiều. Đây ngôi nhà của gia đình này. Đây là mấy đứa con của chị Thị Na. Con đi học chưa con? Hả? Con học lớp mấy rồi? Lớp 2. Con có xe đạp chưa? Chưa có hả? Vài bữa nữa chú mua xe đạp cho con nghe. Vài bữa nữa cô Thí về rồi cô mua cho ha. Nhà con có mấy anh em? Rồi con thứ mấy? Con có ai lớn hơn con nữa không? Chị hay hai anh? Chị hả? Chị đi học rồi hả? Rồi em con có đi học chưa? Học mẫu giáo chưa? Đây có ống sơn móng giò không kìa, móng tay nữa kìa. Đâu xè cho chú coi coi, đẹp không? Xè ra coi. Ôi đẹp quá ta. Mắc cỡ kìa. Con học ở đâu? Trường gần đây không con? Xa à? Rồi mỗi lần con đi học đi bằng cái gì? Sáng thì cha chở đi học. Sáng cha chở đi học. Rồi chiều con lội bộ hả? Rồi lội bộ xa vậy sao con lội nổi? Gán hả? Nhà này cất xong con thấy ngủ ngon không? Ngon hơn hồi đó phải không con? Giờ nếu mà sắm xe đạp cho con biết chạy không? Giờ con biết chạy chưa? Biết hả? Sắm cho con cái loại vừa vừa ha. Rồi con chạy ha. Vài bữa nữa đi con, rồi chú mua xe đạp cho. Đây là ngôi nhà của chị Na với anh Non. Sau một thời gian dài cất nhà thì giờ đây nhà cửa cũng đã ổn định rồi, mấy đứa nhỏ nó cũng ngủ ngon hơn, rồi gia đình cũng có cuộc sống thoải mái hơn. Ở đây là cái bộ cửa rồi vật liệu xi măng. Đây gạch dán với gạch lót. Ở ngoài đó là cát với đá đó. Ở ngoài kia là gạch. Đấy, mua xây cái nhà vệ sinh cho chị. Nhà này ở cũng gọn gàng lắm. Điện đài rồi này kia cũng đi, cũng luồn ống hết rồi. Đây là cái bàn cầu. Ai ở nhà nhiều ưu tiên cho người đó. Tại người ta ở nhiều người ta biết người ta đi hướng nào người ta xài thuận tiện. Hướng nào chị thuận hơn?
Đúng rồi. Vậy đúng rồi anh ơi, người ta ở nhà hoài người ta biết hơn anh. Đi đường đó nó cản trở, nó khó đi á. Tại vì bên này đi rồi còn chưa, bên này để ra phơi đồ nè, đạt này kia nè. Rồi cái phi đó có ai vậy? Thôi con nội. Gỡ ngoài kia có trâu có bò gì không chị? Nghỉ nuôi hả? À. Rồi cuối cùng có chia được không? Chia được con ngá rồi nghỉ luôn. Khó. Chủ nó lấy lại. Ừ. Nuôi chia rồi trả con đó hả? Trả mẹ. Trả mẹ. Rồi hàng ngày anh làm nghề gì anh? Máy cắt hả? Anh tên Danh Non phải không? À. Ba đứa con của anh có đứa nào có xe đạp chưa? Con gái học lớp mấy rồi con? Học lớp 4 hả? Rồi mỗi lần đi học là con đi bộ hay đi giang với ai? Trời ơi, đi bộ. Chỗ này có nhà vệ sinh nữa là thoải mái luôn rồi đó, nước xài đây rồi. Ở đây có cái ống sẵn nè, anh mua thêm một ít ống nó nối vô nhà vệ sinh luôn để xài khỏi có công sách. Bữa nay mới gặp mặt ha. Dạ. Nó nói cậu nó mấy ngày đi mấy lần rồi không gặp anh Non. Giờ mới gặp anh Non. Đi mấy cắt không. Đi gì mà có tiền có gì đâu, trời mưa ngày có mấy chục ngày. Xe nhà vệ sinh khán giả đứng coi nhóc quá trời. Nhà này làm với im nè, để lưu nước rồi để giặt, để bộ ngựa rồi để ngồi ăn cơm là cũng im. Cái cây này chắc cây cũ mình lấy ra quá. Dạ. Bỏ hai cái cục cái. Dạ. Cây cầu hai đến ba đứa nhỏ này mình để mỗi lần đi cầu.
kêu réo đi xuống sông. Xuống sông nguy hiểm lắm. Rồi bây giờ nghe nói là con cá sấu là sợ nó lại hết giá. Hôm gài mua vật tư lâu lắm mà tại vì mắc nhiều công chuyện quá nên bữa nay mới qua đây làm kịp. Thấy cậu đi xa, chắc cậu đi ở xa rồi. Mấy không thấy vợ. Đi bằng tứ dân hết rồi. Đâu có phải ở. Kiều nói chắc đi mà ở đâu rồi. Mới nghỉ được có mấy ngày đó là bắt có lương không? Lấy cái len xeo. Hay giờ quá ha.
tiên thấy nó cảo, nhìn cảo đẹp trai hơn luôn thằng Nguyễn Tiên ấy. Đẹp trai và tốt. Ăn quế sẽ tới. Hả? Con tả. Con tả bạch mây đi. Ông ấy hỏi thú vị hay gì? Đâu biết tiếng miền đâu.